Con núp gì trong đó à Ken? Cũng long. Quả bắt cũng long hả? Cũng long đâu? Đâu? Ui. Quá wow, các bạn ơi, một con khủng long màu hồng. Rồi nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt trong gốc cây rồi. Quá wow, rồi lấy con chó cắn nó. Rồi nó xỉu rồi, bắt nó vô. Chết rồi. Chết rồi hả? Quá wow, khủng long nó kêu đâu vậy? À khủng long nó kêu trong ống hả? Ôi, một con khủng long màu xanh. Rồi bắt vô con, trèo vô. Trèo vô bắt khủng long đi. Ê, khủng long ở đâu mà bự dữ rồi ta? À khủng long trong rừng nó lên đó hả? Con khủng long mới nhìn người ta nó cắn á. À con khủng long trong rừng nó lên nó cắn người ta hả? Rồi bắt nó đi chứ để nó cắn người ta đó. Rồi đạp nó luôn. Bay vô đạp nó. Ủa, cái vô mà đạp cái gì vậy? Ừ vậy hả? Rồi bắt bỏ vô vỏ đi. Quà rồi. Rồi còn đâu nữa không? Quà nó kêu đâu vậy bằng Ken? Đâu? Âu, các bạn ơi, một con khủng long màu cam. Bằng Ken ơi, bắt lẹ vô bằng Ken ơi, chứ để nó ăn thịt người đó. Rồi đưa cho các bạn xem nhé. Cũng không hông rồi, cũng không rồi. Cũng không rồi, cắn người ta là cũng không rồi. À, con khủng long này cũng long hiền hả? Cũng không con á. À, cũng long con, vậy con bỏ vô vỏ đi. Rồi, quà wow, bên kia con khủng long nó dí con vịt kìa. Ủa, nó dí con vịt bên kia kìa bạn Ken ơi. Khủng long nào mà dí con vịt vậy? À xu với dịch hả? Rồi khủng long. Đâu? Đâu? Khủng long dài. Một con khủng long dài quá. À, các bạn ơi, một con khủng long cổ dài màu cam. Đẹp quá. Cái đuôi dài nữa. Cái chân nó dài nữa. Cái bụng nó bự nhà bá luôn. À con khủng long này nó đang ăn cái cây á. Các bạn, khủng long cổ dài là khủng long ăn cỏ ăn cây nha. Nó không có ăn thịt đâu. Rồi bằng Ken bỏ vô vỏ rồi. Con gì bên kia đó? U, quả khủng long gì sừng không vậy bạn Ken? Khủng long gì mà lưng nó sừng không vậy? Khủng long gai á. Quả các bạn ơi, đây một con khủng long gai nha. Khủng long này có ăn thịt không? Ăn thịt. À, khủng long này ăn thịt mấy con khác á hả? Rồi bắt nó vô, bắt nó vô. Con khủng long bự ăn thịt con, mấy con khủng long nhỏ. À, vậy bắt nó về đi, khóa cái mỏ nó lại. Khóa cái mỏ lại. Ừ, rồi bỏ vô, chạy lên, nhanh lên, nhanh lên. Thấy cái con gì nó nằm trong kia kìa, con gì màu xanh vậy? Màu xanh lá cây á, chạy vô thôi, xem thử. Con gì vậy bạn Ken? Đưa cho các bạn xem nhé. Wow, ui ơi các bạn ơi, một con khủng long sừng. Ôi, khủng long này mấy sừng vậy? Ba cái sừng luôn. Ba cái sừng luôn, sợ quá. Wow, khủng long ba sừng, sợ quá các bạn ơi. Nhưng mà con khủng long này khủng long con mà sợ gì con? Khủng long bự mà. À, con này khủng long bự hả? Thôi chạy về. Chạy về thôi, chạy về nhốt chuồng đó. Wow các bạn ơi, bạn Ken bắt nguyên một và vỏ khủng long luôn. Khủng long quá cà mau luôn. Rồi bây giờ mấy khủng long này bây giờ là cắn luôn rồi. Đang bị xỉn nha. Cắn vỏ luôn hả? Rồi bây giờ cho các bạn xem thử coi. Đây nó đu luôn rồi. Con khủng long nó đu luôn nè các bạn ơi. Đây một con khủng long màu xanh nước biển. Cái lưng nó sừng không nè. Lưng nó màu vàng nha các bạn. Con khủng long này cũng không con, nó quậy lắm nè. Đu cái vỏ luôn á, cũng là màu đỏ con nè. Ta rét á. Còn đây là con khủng long. Wow. Bạn Ken biết con này con khủng long gì không? Con khủng long á, bự vậy nè. Con khủng long thằng lằn đó. Khủng long thằng lằn màu cam với màu hồng. Nó có cái vây trên cá trên lưng nữa đó. Con khủng long này nó bơi dưới nước được luôn á. Đâu có bơi được đâu, có cái chân mà. Wow, còn đây là con khủng long gì bạn Ken? Khủng long bự ăn thịt con này nè. À các bạn, đây là con khủng long chúa nha. Khủng long bầu chúa bự màu xanh lá cây nè. Cái lưng nó màu xanh nước biển, ăn thịt luôn á. Rồi bạn Ken xiết vô nha. Rồi đây một con đây một con khủng long sừng rất là dễ thương, quá đẹp ghê không? Giống nhau luôn hả? À bạn Ken ơi, con khủng long nó đang ngủ hay sao? Nó buồn ngủ chứ hả? Nó bị trúng thuốc mê rồi hả? Rồi.
Rồi vậy bỏ nó vô đi. Rồi một con khủng long cuối cùng. Wow, con khủng long này dễ thương lắm nè các bạn ơi. Đây con khủng long hù cầu cổ nha. Con khủng long này ăn cỏ đẹp lắm á. Bạn Ken biết con khủng long này màu gì không? Rồi. Rồi bây giờ mình cho mấy khủng long cắn nhau nha. Chơi không? Rồi các bạn ơi bây giờ hai con bự ba, hai con bự luôn. Rồi bây giờ con khủng long màu đỏ Barbie với con khủng long bọ chuối cắn nhau coi con nào thắng nha. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Rồi đây, quay cắn nhau con, đây. Con khủng long nó đâu có cắn đâu, con khủng long này. À vậy hả? Vậy ba đứng dưới đất sao ba cắn con được? Chu. Ơi ghê quá. Chu. Ui. Rồi, wow, các bạn ơi. Trời ơi, con khủng long của bạn Ken mạnh lắm. Con này né xỉu luôn rồi. Trời ơi, wow, con khủng long này vô địch thiên hạ. Rồi, bây giờ bà lấy con khủng long sừng này nha. À, bà lấy con khủng long nào? Bà lấy con nào đây? Rồi con lấy con khủng long sừng phải không? Rồi ba lấy con. Rồi ba lấy con. Ba con nào mới đánh nhau được chứ? Ba lấy con nào? Rồi ba lấy con này, ba cắn con su nè. Su đâu? Cái trời. Wow. Su sợ không su? Ơi các bạn ơi, con su này nó không sợ con khủng long này. Ôi nó cắn cái cổ luôn. Ơi con su nó cắn cái cổ con khủng long này luôn rồi. Vâng, khủng long cứu đi. Bạn Ken ơi lấy khủng long ra cứu con su khủng long này với. Con su này nó cắn khủng long này rồi. Và cứu. Ơi trời ơi, hai khủng long của bạn Ken hả? Mạnh quá. Rồi, chạy hết rồi, mấy su chạy hết rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn hai khủng long bảo chúa nha. Rồi mình đi về đây, mình vô chùa mình ở đây. Âm. Rồi, cho khủng long đứng ngay chuồng đi. Rồi bây giờ ba lấy con khủng long thằng lằn nha. À đây, con khủng long thằng lằn này là nó bay được luôn á, nó nhảy ghê lắm. À, cho nó trên lưng xuống chạy đua. Thôi giờ mình bỏ khủng long lên lưng xu cho nó chạy đua nha. Rồi. Đây bà bỏ lên lưng con su. Su nào ta? Su trắng đi. À, su trắng này nó sợ Ken ơi, su trắng này sợ. Rồi cho su vàng nha. Ờ su màu nâu hả? Nhưng mà thường ta kêu con này là con chó vàng có biết không? Đó. Và nó siết được luôn. Rồi té rồi. Rồi đem về. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình chơi khủng long cắn xe nha. Bây giờ đem khủng long qua mấy chiếc xe. Rồi khủng long chạy lên xe thôi. Ghê thiệt chứ bạn Ken. Bạn Ken thải cái đứng luôn nè. Hay chưa? Rồi hay quá. Khủng long đẹp quá. Rồi bây giờ cho con khủng long này trên xe ngồi nha. Bà là lấy thêm hai con khủng long nữa. Rồi đây cho khủng long cắn xe các bạn ơi. Bay lên xe luôn. Okay, ba, bay lên cái này. Bay lên cái xe đó luôn hả? Xe đó lật ngửa rồi. Bay lên cái thùng luôn. Bay lên thùng luôn. Con khủng long này đâu đây? Bay luôn. À khủng long nó bay lên đó luôn hả? Con khủng long sừng này. Rồi bây giờ mình cho khủng long làm xiếc nghe, mình chồng mấy khủng long đứng lên nhau đi. Cho nó đứng được không? Hiểu không? Được. Không được hả? Rồi. Ngã. Nó mới bị ngã mự. Được cháu. Rồi đây các bạn ơi, hai con khủng long ngồi trên xe. Một con khủng long ngồi trên xe cẩu nè. Nó chạy xe cẩu luôn á. Một con khủng long, hai con khủng long này chứ. Ngồi trên xe gì vậy bạn Ken? Ngồi xe hũ. Xe hũ lô, xe lu. Rồi một con khủng long ngồi trên xe container nè. Rớt luôn rồi, hay quá. Rồi uốn lên, tiếp xe lại đi. Xe kia đâu, đem xe qua. À, rớt luôn rồi.
Rồi bây giờ mình xếp một hàng dọc dài trên xe luôn nha, cho khủng long ngồi trên xe. Wow các bạn ơi, con khủng long này nó cắn con khủng long thằng lằn rồi. Ghê chưa? Rồi bạn Ken đang chạy hai chiếc xe lại. Một xe tải và một con đúng đi té rồi kìa. Con gửi trên đây luôn. Bíp 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 bíp. Wow, nguyên một dọc xe luôn nè các bạn ơi. Đẹp quá. Wow, các bạn ơi, đây bạn Ken đã xong nguyên một. Đây, su màu đen đây, bạn Ken đã ship xong mấy con khủng long trên xe rồi nè. Rồi một bạn su màu đen lại, su màu đen này ít linh hình lắm nè. Rồi cho nay cho su màu đen lên hình mắt đi, bạn Ken nó chạy rồi nè. Đây, ơi ẩm vô. Wow. Su màu đen su cái. Đó, các bạn Ken thích su màu đen này lắm các bạn. Toàn là ẩm su màu đen không à, không thích mấy su màu trắng. Su màu trắng này dễ thương lắm nè. Đây su đực nè. Chạy rồi hả? Su sợ quá. Rồi bây giờ mình đem khủng long bỏ vô giỏ nha. Rồi đem vô nhà. Để lên lại lên chứ để mưa ướt á. Rồi mai mình đem ra mình chơi nữa. Rồi nhanh lên.